Xin kính chào các quý vị. Xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Tiếp tục làm sạch cơ thể sau khi nhịn ăn 12 ngày. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình sống khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều được phát trực tiếp trên kênh youtube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiêu Official trên youtube channel Kính thưa quý vị tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về làm sạch cơ thể sau khi nhịn ăn 12 ngày Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, bạn băn khoăn liệu do thói quen sinh hoạt, do mất ngủ hay do cơ thể vẫn còn bị nhiễm bẩn. Dù là nguyên nhân gì đi nữa, thì hãy bổ sung ngay 5 loại thực phẩm dưới đây để làm sạch cơ thể mình nhé. Thứ nhất, tiết lợn. hay còn gọi là huyết heo là nguyên liệu làm món ăn phổ biến trong nước ta. Nó hiện diện trong các món như bún riêu, rồi lợn cháo tiết, cháo lòng. Bạn đừng bỏ qua nguồn dinh dưỡng tuyệt vời từ loại thực phẩm dường như không mấy phổ biến này nhé trong thành phần của tiết lợn chứa rất nhiều các protein dạng huyết tương loại protein này đặc biệt rất dễ phân giải và tiêu hóa dưới tác dụng của các men và dịch vị trong dạ dày từ đó giúp nhuận tràng lợi tiểu và cuốn đi các chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể ngoài ra tiết lợn còn rất giàu đạm giúp tăng cường trí óc và sức đề kháng của cơ thể để phát huy tác dụng làm sạch cơ thể của loại thực phẩm này bạn nên chế biến tiết lợn theo các phương pháp như luộc tuyệt đối không ăn sống vì bản thân tiết lợn rất sạch nhưng khi gặp không khí lại trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển ăn tiết lợn sống không những không có tác dụng giải độc mà còn làm ô nhiễm cơ thể hơn không nên dùng huyết heo chưa được chế biến chín vì nó có thể là nguyên nhân gây ra bệnh liên cầu khuẩn rất nguy hiểm. Không dùng huyết heo kể cả đã nấu chín lấy từ con heo mắc bệnh. Huyết heo có chứa protein chiếm khoảng 74%. Gần gấp 4 lần so với thịt heo và nhiều axit amin thiết yếu cho cơ thể con người. Protein trong huyết heo có chứa lượng axit amin gần giống như trong cơ thể con người nên rất dễ được hấp thụ và tiêu hóa. Ngoài ra, còn có sắt và một số nguyên tố khác cần thiết cho cơ thể. Theo y học cổ truyền, huyết heo có vị mặn, tính bình, dùng trị choáng váng, đầy bụng, có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa thiếu máu cho những người đang trong quá trình ăn kiêng giảm béo. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều tiết lợn không chỉ giúp ngăn ngừa thiếu máu, hỗ trợ giảm cân mà còn ngăn ngừa lão hóa và nhiều lợi ích khác. Loại thực phẩm này không chỉ có giá thành rẻ mà còn là nguồn dinh dưỡng rất phong phú. Theo nghiên cứu, lượng protein trong tiết lợn chiếm khoảng 74% gấp 4 lần so với thịt lợn và 5 lần so với trứng gà. Cứ 100 g tiết lợn chiếm tới 16 g protein cao hơn thịt bò và thịt lợn nạc. Không chỉ vậy, do chứa lượng axit amin gần giống như trong cơ thể của con người nên tiết lợn rất dễ được hấp thụ và tiêu hóa lợi ích của tết lợn ngăn ngừa thiếu máu vì tết lợn có chứa hàm lượng sắt cao và dễ dàng hấp thụ nên nó được xem là nguồn bổ sung sắt tự nhiên giúp phòng ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt chính vì vậy loại thực phẩm giá rẻ này đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ phụ nữ mang thai và sau khi sinh ngoài ra tiết lợn còn chứa nguyên tố vi lượng coban giúp ngăn chặn sự phát triển của các khối u ác tính tức là ung thư ác tính chữa lành vết thương theo các nghiên cứu, trong tiết lợn có chứa một chất có thể loại bỏ các tế bào bị hoại tử, tế bào bị tổn thương cũng như đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. Ngoài ra, trong tiết lợn có chứa vitamin K thúc đẩy máu đông nhanh hơn, từ đó giúp cầm máu nhanh chóng. Những người bị thương nhẹ nếu ăn một lượng tiết vừa phải thì vết thương sẽ chóng lành chống lão hóa có nhiều nguyên tố vi lượng trong tiết lợn ăn trong thời gian dài giúp da rẻ của phụ nữ hồng hào tươi trẻ hơn đồng thời loại thực phẩm này còn chứa nhiều phospholipid chì hoãn sự lão hóa. Không chỉ vậy, chất này còn có thể làm tăng lượng acetylcholine giúp các tế bào thần kinh được liên kết nhanh chóng. Từ đó cải thiện trí nhớ của con người. Những người già bệnh nhân mắc chứng Alzheimer nên ăn nhiều tiết lợn. Hỗ trợ giảm cân. Đối với những người đang có mong muốn giảm cân, tiết lợn là một thực phẩm rất tốt. Bởi giá thành của nó không chỉ rẻ mà tiết lợn còn chứa nhiều chất sắt có thể ngăn ngừa thiếu máu cho những người đang trong quá trình ăn kiêng giảm béo. Làm sạch các hạt kim loại gây hại trong cơ thể. Tiết lợn là thực phẩm rất tốt cho những công nhân thường xuyên phải làm việc trong môi trường có nhiều bụi bẩn như là xưởng dệt may chẳng hạn vì tiết của nó con heo đấy có thể loại bỏ được bụi bẩn và các hạt kim loại có hại trong cơ thể y học hiện đại đã nghiên cứu và phát hiện thấy lượng protein trong tiết lợn sau khi trải qua quá trình phân giải của dịch axit trong dạ dày sẽ sinh ra một loại chất có thể khử trùng ruột chất này có thể tiêu diệt các phản ứng sinh hóa do các hạt kim loại tạo thành sau đó loại bỏ các vật chất gây hại ra ngoài cơ thể thông qua quá trình bài tiết những người không nên ăn tiết lợn người mắc bệnh tim mạch tiết lợn chứa hàm lượng cholesterol cao nên không thích hợp với những người vốn mắc bệnh tim mạch ngoài ra những người đang trong quá trình điều trị chống bệnh máu đông cũng không nên ăn tiết lợn người bị chảy máu đường tiêu hóa tiết lợn nhiều sắt nên người ăn nhiều tiết lợn sẽ đi ra phân có màu đen trong khi đó người bị chảy máu đường tiêu hóa cũng đi ra phân đen điều này có thể gây ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra cũng như điều trị của bác sĩ người bị sơ gan mặc dù những người khỏe mạnh ăn tiết lợn có thể giúp bảo vệ gan Nhưng nếu người mắc sơ gan tiêu thụ quá nhiều Có thể gây ra lượng protein dư thừa Khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng hơn Món ăn thứ hai là các loại nấm Các loại thực phẩm dạng nấm như nấm hương, mộc nhĩ, nấm kim chi, nấm rơm, vân vân. đều có chức năng giải độc rất tốt. Chỉ cần 200g các loại nấm mỗi tuần sẽ giúp lọc sạch các chất độc trong máu, giúp lợi tiểu, mát gan và có được một làn da mịn màng sạch mụn chất keo thực vật có trong thành phần các loại nấm sẽ là thần dược giúp làm sạch và đào thải các độc tố và chất thải dư thừa ra khỏi cơ thể loại thức ăn thứ ba nước ép hoa quả không chỉ cung cấp cho cơ thể nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào các loại nước ép hoa quả còn có tác dụng tái tạo và làm mới các tế bào trong cơ thể, dọn dẹp các tế bào già đã lão hóa. Các axit amin có trong thành phần của nước ép hoa quả có thể giúp làm tăng lượng kiềm trong máu, từ đó nâng cao khả năng trung hòa và phân giải các độc tố cho máu loại thức ăn thứ tư các loại đậu các loại đậu như đậu tương đậu xanh đậu đỏ có tác dụng kích thích tiêu hóa tăng cường quá trình trao đổi chất từ đó có thể bảo vệ gan làm mát và bài tiết chất độc trong đường tiêu hóa ra ngoài cơ thể các món cháo đậu xanh canh đậu xanh sữa đậu nành có tác dụng tốt trong việc làm trẻ hóa các tế bào làm thông mạch làm lợi tiểu bảo vệ da khỏi các tác động của môi trường loại món ăn thứ năm là rong biển. Loại thực phẩm này không chỉ phát huy tác dụng kỳ diệu trong việc làm đẹp mà còn có tác dụng tốt trong việc giải độc cho cơ thể. Cũng tương tự như các loại nước ép hoa quả. Rong biển có khả năng phân giải và đào thải các chất độc khỏi máu và hệ tiêu hóa. thường xuyên ăn rong biển còn giúp ngăn ngừa bệnh cao huyết áp và các bệnh về tim nguy hiểm khác xin cảm ơn các quý vị các thầy và các bạn đã theo dõi video này xin chào tạm biệt